Bạn nghĩ G2 Esports rất có duyên với SKT T1? Ôi, đó là do bạn chưa biết sự thật về mối duyên của những gã hề châu Âu với thước đo LCK, D+ Kia mà thôi. 2019 đối đầu ở tứ kết, 2020 gặp nhau ở bán kết, 2022 chung bảng và 2023, dù thể thức chung kết thế giới đã hoàn toàn đổi khác, họ vẫn cứ tìm thấy nhau qua những lá thăm may rủi ngay tại vòng đấu đầu tiên của vòng Thụy Sĩ. Dù đôi tay của Mata không mang đến quá nhiều cặp đấu cân tài, nhưng may mắn thay, cuộc đụng độ của DK và G2 đã nằm ngoài sổ đó. Một bên là cựu vương thế giới, một bên là cựu vương MSI, họ đều từng có màn trình diễn xuất sắc trên đấu trường quốc tế. Dù cách biệt hạt giống, nhưng rõ ràng G2 Esports không hề vượt trội so với D+ Kia. Tiếp thêm sức nóng cho cặp đấu được số đông rất mong chờ này, hãy cùng với tôi, bình luận viên Hoàng Luân, soi kèo nhận định tương quan sức mạnh của D+ Kia và G2 Esports. Hai tổ chức vốn đã chẳng còn xa lạ nhau trên đấu trường liên minh huyền thoại lớn nhất hành tinh. Liệu G2 Esports sẽ hồi xuân, trở về dáng vẻ ngạo nghễ của năm 2019 để dẹp gọn DK? Hay đại diện LCK vẫn sẽ thay trời hành đạo, trừng trị gã hề châu Âu mỗi lần đụng độ, hệt như những gì họ vẫn làm từ năm 2020 đến nay? Trước khi bắt đầu video, đừng quên để lại một like và một sub cho kênh của Lu, sau đó nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các thông tin hấp dẫn về liên minh huyền thoại. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu. Nhìn vào vị thế hạt giống là có thể phần nào đoán rằng G2 mạnh lên, DK lại có phần yếu đi. Khoảng cách mà cựu vương LCK từng thể hiện trong hai loạt đấu của chung kết thế giới 2022 phần nào đã được thu hẹp. Ở lần gặp lại này, với vị thế khác, đặc biệt là với những con người khác, sức mạnh khác, đôi bên hẳn sẽ có một cuộc chiến cân tài. Và sức hấp dẫn của kèo đối đầu giữa DK và G2 phiên bản 2023 còn đến từ kết cấu đội hình có nhiều nét tương đồng. Cả hai đội tuyển đều sở hữu người đi rừng rất mạnh về tấn công, với bộ tướng có nhiều phần tương tự. Họ sẽ tạo thành một liên kết bền chặt với đường giữa, trở thành cơ sở để triển khai thế trận. Đường trên của cả hai ưa chuộng lối chơi thiên về carry hơn là thủ hòa. Bộ đôi đường dưới với hỗ trợ đa dụng và xạ thủ giàu kinh nghiệm cũng đều là chỗ dựa của tập thể khi ván đấu kéo dài đến giờ đằng sau. G2 Esports và D+ Kia là những đội rất thích những meta đánh sớm xoay quanh nửa trên bản đồ. Thật may mắn khi lối chơi đánh mạnh ở cánh trên chính là lối chơi chung, là xu hướng của chung kết thế giới năm nay. Với hai bộ khung có phần tương tự, lối chơi có nhiều điểm trùng hợp ở từng vị trí và nó đều gặp đúng meta như vậy. Tương quan chất lượng người chơi và sức mạnh của từng vị trí dĩ nhiên sẽ là cơ sở để xác định ai là kẻ mạnh hơn trong kèo đối đầu này. ADC của G2 Esports và D+ Kia, Def và Hansama đều là những tuyển thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất của mỗi khu vực mà họ thi đấu. Vậy nên sự bình tĩnh, cẩn trọng của đôi bên sẽ luôn có. Qua đó, chênh lệch ở đường dưới trong giai đoạn sớm của ván đấu sẽ không quá nhiều. Thi đấu độc lập là điều Def đã làm trong suốt năm 2022 khi anh cùng Diaz vô địch thế giới và duy trì khả năng đi đường ổn định đến tận khi khoác áo nhà cựu vương thế giới DK. Phía bên kia, mặc dù Hansama không thể so sánh về kinh nghiệm hay thành tích thế giới, nhưng chênh lệch khi đi đường sẽ không quá nghiêng về bên phía của DK. Hoặc thậm chí Hansama cũng có thể có được ưu thế của mình. Vì vậy, nhìn chung, đường dưới có thể chỉ là nơi mà DK cùng G2 muốn duy trì áp lực đi đường ở mức vừa đủ để người chơi hỗ trợ có thể dành cơ hội di chuyển kiểm soát trước, tạo tiền đề cho bộ ba ở nửa trên bản đồ. Giữa hỗ trợ của hai đội, người quen thuộc lối chơi này hơn chắc chắn là Mickey X. Tuyển thủ đã cùng với tập thể G2 Esports gặt hái nhiều danh vọng trong năm 2019, năm rực rỡ nhất của hệ 2 nói riêng và LEC nói chung. Anh rất ưa chuộng đảo đường tạo lợi thế sớm nhờ những mẫu tướng đột biến, lại không ngại mang ra nhiều lựa chọn dị biệt như Lissandra, Talia, Heimerdinger, vừa để tạo lợi thế cẩm chọn, vừa để khắc chế những con bài đang trong meta. Trong khi đó, Kellen từng không quá tốt về khả năng di chuyển đột biến hay kêu gọi đồng đội, và anh cũng đã có một khoảng thời gian ngắn bị thay thế bởi Bible. Nhưng cũng phải nói rằng, khi trở lại và được trao cơ hội, Kellen thể hiện mình luôn là lựa chọn số 1 của đội tuyển. Anh đã làm tốt hơn rất nhiều với những mẫu hỗ trợ cần di chuyển nhiều để giúp rừng và đường giữa. Cái hay nhất của Kellen là anh luôn trao đổi đi đường rất tốt ở mọi kèo đấu, luôn kết hợp hài hòa với Def, tạo nên một đường dưới có lợi thế dù là không nhiều. Điều đó giúp Kellen thường có được áp lực di chuyển sớm hơn cùng Canyon và Showmaker, tạo ra những khác biệt ở giữa ván đấu. Nói vậy là để thấy, meta hiện tại tuy không nằm ở lối chơi sở trường của Kellen, nhưng khả năng kết hợp đi đường đủ áp lực của anh cùng Def cũng đã là một tiền đề tích cực để Canyon có thêm cộng sự kiểm lâm. Mid rừng, nút thắt quan trọng. Sở dĩ ở đường dưới, Lu đã nói nhiều về khả năng di chuyển đột biến của các hỗ trợ tạo tiền đề cho cánh trên là bởi thành bại tại mid rừng đã trở thành tôn chỉ của mỗi ván đấu chung kết thế giới. Ngay tại play-in, nơi các đội tuyển còn chưa thực sự triển khai macro quá ấn tượng, thì tác động của trục giữa bản đồ đã quyết định rất nhiều đến áp lực của hai đường đơn. Với những đội tuyển ở tầm cao, lại có những bộ đôi mid rừng đầy tinh quái như DK và G2, đây sẽ là nơi sống còn của ván đấu. Nếu D+ Kia sở hữu một Canyon được xưng tụng là thần rừng LCK, là sống lưng vàng của đội tuyển, là người làm xuất sắc nhất vai trò carry trong khu rừng trên sân chơi quốc tế, thì G2 Esports cũng có một Yak, người đi rừng mới nổi lên khi đảm nhiệm trọng trách thay thế khoảng trống mà Zancos để lại. Cả hai có phong cách cá nhân mang nhiều điểm tương đồng khi ưa chuộng meta jungle carry. Thật vậy, Yak,
đóa hoa nở muộn của khu rừng LAC trong lần đầu tiên ra đấu trường quốc tế giữa Meta MSI 2023, nơi mà các vị tướng đi rừng chưa hoàn toàn thoát vai kép phụ, vẫn tự tin khóa vào Nidalee, Viego, Kindred, Belved, những lựa chọn trong bộ tướng carry của khu rừng. Nhưng tin chắc rằng một thợ carry đích thực như Kenyan, người đã lên ngôi trong một meta đi rừng gánh đội, sẽ không bao giờ bị bất ngờ khi Yai mang ra những chất tướng ngoài meta, bởi chính Kenyan cũng từng có những lựa chọn carry độc lạ hơn gấp bội. Ken, Evelynn trong một ngày đẹp trời sẽ được Final MVP mùa 2020 trình làng để dằn mặt những đối thủ. Về với lối chơi rừng Medley tạo tiền đề, Yai vẫn thi đấu tốt, đóng góp tích cực cho Jisoo Esports, nhưng dấu ấn anh để lại so với bệ tướng trên rõ ràng là ít hơn rất nhiều. Và phải nhớ rằng tròn vai sẽ là không đủ khi Yai đối đầu với một kiểm lâm tinh quái, thậm chí có sự phục vụ của Showmaker, người đi đường giữa từng là số 1, dần hồi sinh và sẵn sàng đoạt lại mọi thứ. Đây rõ ràng không phải lưu nhận định bâng quơ, vì sự thật, thể theo màn trình diễn gần nhất của Showmaker tại vòng loại khu vực, có thể thấy anh đang trở lại mạnh mẽ với phong độ và vị thế mid-king. Mặt khác, Lu phải nhắc lại rằng, dù đội trưởng đội phòng chống cờ Sante của LCK thường xuyên tỏ ra bất ổn ở quốc nội, nhưng anh chưa bao giờ làm người hâm mộ DK thất vọng khi ra đến đấu trường quốc tế. 2023 là năm mà Meta Syndra, Orianna, những pháp sư từng là nỗi khiếp sợ trong tay Showmaker thời Hoàng Kim có dấu hiệu được comeback, gián tiếp cho đường giữa DK thêm động lực vô hạn ở chung kết thế giới lần này. Midking có được sự ủng hộ của cả Meta, cả phong độ, không chỉ là cơ sở để đường giữa DK nắm được tiên cơ, mà trong rừng, Kenyan có thể dễ chơi hơn gấp bội so với khi anh thi đấu ở sân chơi quốc nội. Vẫn biết rằng, Cap, người bắt cặp với Yai ở trục giữa bản đồ, cũng là một midlane có lối chơi khá giống Showmaker và cũng trở lại vị thế là đường giữa hàng đầu châu Âu trong năm 2023 đầy rực rỡ của Jisoo Esports. Nhưng khi hai đường giữa cùng hồi xuân trở lại, mùa xuân của Midking và Sunking sẽ đáng sợ hơn rất nhiều so với mùa xuân của Cap. Đặc biệt, khi mid rừng của DK nắm bắt tốt nhịp di chuyển lợi thế của Kaolin, họ sẽ luôn là người chủ động chiếm giữ các mục tiêu. Như đã nói, đường trên sẽ đóng vai trò then chốt trong giai đoạn nửa đầu, và chính họ có thể trở thành một chủ lực ở giai đoạn giữa của ván đấu. Có tận dụng được tài nguyên mà mid rừng mang tới, có chớp được thời cơ, có áp lực được cánh đầy lẻ hay không sẽ là những câu hỏi mà cả top lane của Jisoo và DK, Broken Blade và Kanna cần nghiêm túc trả lời trong suốt trận đấu này. Ở quốc nội và số ít những lần được thể hiện trên sân đấu lớn, cả Kanna và Broken Blade đều là những người chơi có bể tướng thiên về carry, nhưng carry họ mang ra lại có đôi phần khác biệt. Nếu Kanna thường mang ra những đấu sĩ gánh đội cơ bản như Trey, Renekton, thì Broken Blade lại dị biệt hơn nhiều. Chẳng đâu xa, ngay ở MSI, Broken Blade đã trình làng đủ thể loại lựa chọn ở đường trên như Cassiopeia, Yasuo, Darius, Olaf, gây bất ngờ lớn cho đối thủ. Đây cũng đều là những chất tướng mà Kanna, mắt xích bất ổn của DK, rất ít gặp khi thi đấu quốc nội. Mẫu tướng này cũng không thực sự quá phổ biến ở bậc rang đại cao thủ thách đấu mấy chủ Hàn Quốc. Nhìn vào cái cách Archer, Spada thắng trong kèo quen thuộc và thua khi phải đối đầu Darius, Olaf là đủ thấy rằng trăm hay không bằng tay quen, khoảng cách trình độ sẽ phần nào bị khỏa lấp khi đối thủ bị bất ngờ. Chính vì vậy, đường trên sẽ là nơi mà Jisoo Esports có cơ sở thắng rõ ràng hơn cả so với các vị trí còn lại. Dĩ nhiên, việc đường trên một tay gánh đội như Adam từng làm không dễ xảy ra, bởi thực lực của các đội tuyển ở vòng Thụy Sĩ sẽ không còn giống với play-in. Nhưng Kanna, mắt xích vốn thất thường, khó đoán và hay bị khai thác của DK sẽ phải thực sự tập trung thi đấu nếu không muốn bản thân nuôi quái vật đường trên và cánh dưới gồng gánh không nổi. Anh chỉ cần thi đấu ổn định với những kèo đấu thuận tay, chấp nhận thua thiệt trong phạm vi cho phép, kết hợp đủ tốt với đường giữa và rừng trong tranh chấp các mục tiêu, đã là những đóng góp tích cực cho Diplaskia. Áp lực của Kanna rõ ràng là không nhiều bằng so với người hùng kiếm gãy, vì thế bình tĩnh, thận trọng sẽ là điều anh phải tự mình tâm niệm ngay từ khi trận đấu bắt đầu. Và bây giờ là phán quyết của Lu. Nhận định nhiều đến vậy nhưng Lu biết Lu không thoát được những chiếc gương chiếu yêu đang xem video này. Thời khắc Lu dùng chiếc bút màu trắng nổi bật, nhanh tay khoanh vào tên Diplaskia trên sóng, có lẽ thân phận DK con đã hoàn toàn bại lộ. Ở lần tái đấu này, vẫn biết rằng vị thế, sức mạnh, thậm chí con người của cả hai đã thay đổi ít nhiều, nhưng khoảng cách chắc chắn còn đó. Như Lu đã nói ở trên, với hai đội tuyển có kết cấu tương đồng như Jisoo và DK, chất lượng con người chính là thứ làm nên khác biệt. Và DK đang có ít nhiều lợi thế về mặt con người so với đối thủ bên kia chiến tuyến. Với khoảng cách như vậy, Lu tin rằng thắng lợi, dù cho nhọc nhằn, sẽ thuộc về hạt giống số 4 của LCK. Những ai tin Lu, tin DK, hãy để lại một like. Còn nếu bạn đặt niềm tin cho Jisoo Esports, hãy để lại một sub và những chuông thông báo rồi trở lại stream của kênh Lu vào ngày mở màn chung kết thế giới, vòng Thụy Sĩ. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày 19 tháng 10 sắp tới, xem Kenyan và Showmaker trả lời phỏng vấn sau chiến thắng.